Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học về các loài động vật sống ở trong rừng phổ biến nhất hiện nay. Các bạn ơi, đây là con gì? Con gấu. Con gấu có cơ thể to lớn, lông dày và thường có màu nâu, đen hoặc trắng. Con gấu thường sống ở các khu vực rừng núi và vùng lạnh trên khắp thế giới. Đây là con gì? Con hổ. Con hổ có bộ lông vàng cam đặc trưng, với các sọc đen dọc theo thân. Hổ có kích thước lớn, cơ bắp mạnh mẽ và là loài vật có sức mạnh vượt trội. Đây là con gì? Con voi. Con voi có cơ thể đồ sộ, nặng từ vài tấn trở lên, nổi bật với đôi tai to, ngà dài và chiếc vòi mạnh mẽ, và được biết đến là loài động vật trên cạn lớn nhất hiện nay. Đây là con gì? Con khỉ. Con khỉ có cơ thể linh hoạt, tay chân khỏe mạnh, đặc biệt có ngón tay cái đối diện, giúp chúng dễ dàng leo trèo và cầm nắm. Chúng có trí thông minh cao. Đây là con gì? Con hươu cao cổ. Con hươu cao cổ nổi bật với chiếc cổ dài và chân cao. Chúng có chiều cao trung bình khoảng 5-6 mét. Hươu cao cổ có bộ lông vàng nhạt với những đốm hình đa giác màu nâu sẫm, giúp chúng ngụy trang trong môi trường tự nhiên. Đây là con gì? Con ngựa vàng. Con ngựa vàng nổi bật với bộ lông đen trắng, xen kẽ thành các sọc đặc trưng. Những sọc này không chỉ giúp ngựa vàng dễ nhận diện, mà còn có vai trò trong việc ngụy trang. Đây là con gì? Con bò rừng. Con bò rừng có thân hình to lớn, lông màu đen hoặc nâu sẫm, với cặp sừng dài và cong. Đây là con gì? Con khỉ đột. Con khỉ đột có cơ thể đồ sộ, cơ bắp phát triển và chiều cao có thể lên đến 1,8 mét khi đứng. Chúng có bộ lông đen hoặc xám và khuôn mặt rộng với mũi lớn. Đây là con gì? Con cáo. Con cáo có kích thước trung bình và được biết đến với bộ lông dày và màu sắc đa dạng, thường là đỏ hoặc cam với bụng trắng. Nó có một cái đuôi dài và rậm. Đây là con gì? Con nai. Con nai có thân hình thanh mảnh, đôi chân dài và móng vuốt phân nhánh, giúp di chuyển nhanh nhẹn trong rừng. Đây là con gì? Con dơi. Con dơi có cơ thể nhỏ gọn và đôi mắt lớn, thích nghi với việc săn mồi vào ban đêm. Đặc điểm nổi bật là đôi cánh da mỏng giúp chúng bay lượn. Đây là con gì? Con chim cú mèo. Con chim cú mèo nổi bật là đôi mắt lớn, hình dáng cơ thể nhỏ gọn và bộ lông thường có màu nâu hoặc xám với các đốm. Đây là con gì? Con chim đại bàng. Con chim đại bàng có kích thước lớn, đôi cánh rộng và sắc nét, và bộ lông thường có màu nâu hoặc đen. Đại bàng nổi bật với cái mỏ sắc bén và đôi chân mạnh mẽ, giúp nó săn mồi hiệu quả. Đây là con gì? Con chim gõ kiến. Con chim gõ kiến có thân hình nhỏ gọn, mỏ dài và cứng, cùng với lưỡi dài để hút côn trùng ra khỏi các khe hở trong vỏ cây. Chim gõ kiến thường có bộ lông sặc sỡ và màu sắc đa dạng. Đây là con gì? Con gấu trúc. Con gấu trúc có kích thước lớn, cân nặng từ 70-160 kg, với bộ lông trắng đen đặc trưng, và chúng thường được biết đến với tính cách hiền hòa và thân thiện. Đây là con gì? Con chồn. Con chồn có kích thước nhỏ, thân hình dài và mảnh, với bộ lông mềm mại thường có màu nâu, xám hoặc đen. Đây là con gì? Con gấu mèo. Con gấu mèo có kích thước nhỏ và hình dáng giống như mèo, nhưng lại có đặc điểm của gấu. Chúng thường có bộ lông mềm mại, màu sắc đa dạng và dáng vẻ dễ thương. Đây là con gì? Con nhím.
Con nhím có kích thước từ nhỏ đến trung bình, với các đặc điểm như mõm dài và tai nhỏ, nổi bật với lớp lông gai sắc nhọn phủ trên cơ thể. Đây là con gì? Con sóc. Con sóc với thân hình mảnh mai và đuôi dài, chúng thường có bộ lông mềm mượt với màu sắc đa dạng như nâu, xám hoặc đỏ. Sóc có hai chiếc răng cửa sắc nhọn. Đây là con gì? Con rắn. Con rắn có thân hình dài, không chân và da trơn nhẵn, thường được bao phủ bởi các lớp vảy. Đây là con gì? Con tắc kè. Con tắc kè có cơ thể nhỏ gọn, chân bám tốt và mắt không có mí, nổi bật với khả năng thay đổi màu sắc để ngụy trang. Đây là con gì? Con ếch. Con ếch có làn da mềm mại, ẩm ướt, mắt to, chân sau dài và mạnh mẽ, giúp chúng di chuyển nhanh chóng và nhảy xa. Đây là con gì? Con bướm. Con bướm có hai đôi cánh phủ đầy vảy nhỏ, tạo nên các mẫu hoa văn đẹp mắt, nổi bật với đôi cánh màu sắc rực rỡ và hình dạng đa dạng. Đây là con gì? Con bọ rùa. Con bọ rùa có hình dạng tròn, vỏ ngoài cứng và thường với màu sắc rực rỡ như đỏ, cam hoặc vàng và thường có các đốm đen trên lưng. Đây là con gì? Con thằn lằn. Con thằn lằn có cơ thể dài, vảy khô và da có thể thay đổi màu sắc. Chúng có bốn chân và đuôi dài, giúp cân bằng và di chuyển nhanh chóng. Bài học đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký ủng hộ kênh nha.